Phần thứ tư. Phần thứ tư, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có hơi dài để thổi sáo. Có nhiều bạn đã thắc mắc là em thổi sáo nhưng hơi em rất là yếu. Em cứ thổi được một đoạn chưa hết một câu thì hơi đã bị tắt. Và khi để mình hít hơi thổi vào khác, vào cái câu khác thì xem như cái câu đấy nó bị đứt đoạn và cái bài sáo nó không được hay nữa. Vậy làm thế nào để có hơi dài? Khi mình thổi sáo ví dụ như nhá, bài bèo dạt mây trôi chuẩn xa thôi. Ví dụ thế, nó sẽ bị đứt đoạn từng từng đoạn một thì cái câu sáo này nó sẽ không hay nữa, câu hát không hay. Vậy làm thế nào để có một cái hơi dài? Mình sẽ hướng dẫn các bạn, bây giờ mình sẽ làm một đoạn hơi dài nhé. Hít thật sâu vào này. Đây là một hơi đấy. Vậy làm sao để có hơi dài như thế? Thứ nhất, các bạn sẽ phải luyện hơi. Luyện hơi như sau. Các bạn có thể luyện tập thể dục hay là chống đẩy chẳng hạn. Mình luyện hít thở đó. Nhưng trong quá trình luyện, mình sẽ hít thật sâu. Tức là mình hít hết hết khả năng của mình có thể hít được. Hít bằng mũi và thở ra bằng miệng. Mình sẽ thổi kẽ hơi, mình cho một cái luồng hơi nó mạnh ra giống như mình đang thổi nến ấy. Không thở bình thường mà thổi mạnh như thế để có một cái lực đẩy làm sao cho cái luồng hơi nó mạnh ra và như thế. Thở ra hết và hít lại vào thật sâu. Và cách tiếp theo để cho cái luồng hơi cho nó nhõm cái luồng hơi lại chỉ là mình dùng một cây nến. Cây nến mình sẽ dùng cái bật lửa ra, mình sẽ đặt ở rất là xa nhé. Cái nến thì nó tắt, làm sao mình để càng xa rồi thổi nó tắt rồi để xa nữa, làm sao cái nến cho nó tắt, tại vì cái nến rất khó tắt. Mình để càng xa, xa dần và thổi cái hơi nó dài. Thổi hết cỡ rồi cảm thấy thổi gần cái nến tắt thì để cho nó xa một chút, xa một chút. 1 mét cũng tắt, bắt đầu đến 1,5 mét, 2 mét, làm sao để cái nến càng xa nhất, khó tắt nhất mà mình vẫn có thể thổi nó tắt được. Nhưng nhớ phải hít thật sâu để cái nến thật xa vẫn có thể thổi nó tắt. Ngày nào mình cũng chỉ cần làm như thế khoảng từ 10 đến 15 phút, hơi mình từ khắc nó dài ra. Và áp dụng ở trong sáo cũng thế, trong mỗi mỗi nốt mình cũng sẽ hít sâu. Một hơi nhé, các bạn sẽ hít thật sâu vào, thổi ra hết, hít hơi khác. Nhưng nếu mà các bạn không nhõm cái hơi nó nhỏ lại thì cái luồng hơi của mình sẽ bị hết rất là nhanh, tại vì cái luồng hơi nó ra nhiều nhưng nó không làm tiếng sáo kêu phát ra tiếng âm thanh to được, nên buộc mình phải nhóm lại. Khi mình nhóm giống như cái vòi bơm nước đó, giả sử đây là ống nước, vận tốc nước nó cũng đều chảy trong này, nhưng khi mình bóp cái ống nước lại thì đoạn chỗ này nước nó sẽ chảy rất là nhanh, nó mạnh hơn, tại vì mình đã được nhóm nó lại và vận tốc ở trong này không đổi. Cũng giống như mình nhóm hơi này, khi mình cũng thổi cùng với một cái vận tốc và cùng một cái lực đẩy, nhưng khi mình nhóm lại thì cái hơi nó sẽ phát ra rất là mạnh, hơi nó đẩy ra mạnh thì nó sẽ làm cho tiếng tiếng sáo nó kêu to hơn và rõ hơn. Và khi mà chỉ cần lượng hơi nhỏ nhưng thổi được tiếng sáo kêu thì mình sẽ thổi được cái hơi sáo nó dài hơn. Đấy, hai cái nó khác nhau. Mình nhóm lại thì hơi sáo nó rất nhiều hơn. Và các bạn vẫn nhớ một điều là hít thật sâu, thổi ra hết, ngày nào cũng thế.
thì cái hơi của bạn nó sẽ khỏe. Đây là cái phần 2. Phần này về kỹ thuật mình sẽ hướng dẫn các bạn về hơi nhé. Các bạn nhớ nhớ rằng mỗi buổi sáng mình cứ chống đẩy. Khi mình đẩy lên thì mình hít vào và hạ xuống thì mình thở ra. Buổi sáng nào cũng thế. Một buổi sáng có thể mình chống đẩy được khoảng 20 cái. Sáng thứ hai mình cố gắng làm đến 25, 30 rồi dần dần. Hít sâu, thở ra hết. Ngày nào cũng thế. Hơi các bạn sẽ dài ra. Đó là điều chắc chắn. Chúc bạn thành công ngày 4 tháng 9 năm 2013.